cỗ máy kinh khủng các bạn ạ. Đi ra xem cái máy gì mà nó nổ to này. À đây các bạn này, máy làm máy nhóm. Hồi còn nhỏ mình hay đi nổ cái bánh này lắm đấy các bạn, ăn ngon lắm. Công đoạn chỗ này là rất quan trọng này, bánh chế được chế gì ở đây, gọi là đoạn trộn gạo ô đầu tiên. Anh ơi, cái chai nước này là chai nước gì anh? Nước đường đấy. À, nước đường à? Nước đường để chế vào trong cái gạo này hả? À. Cái này mình làm này 1 ký bao nhiêu tiền này? À. Đoạn này thật thì là nguy hiểm này. Đoạn này mà không khéo là bỏng tay đấy thôi. Nguy hiểm, toàn nguy hiểm lắm rồi, chứ còn nhỏ mình bị bỏng cái chỗ này đó. Đó, mình bị đục tay vào cái khói nó bỏng không. Bà con đang ra đi nổ nhiều lắm các bạn ạ. Đó, thấy không, rất đông luôn. Già trẻ gái trai đều ra đi nổ để xem hết. Chưa nắng hôm nay mà không ngủ, máy nổ này đâu ngủ được đâu. Nhưng mà ngày xưa còn nhỏ là thích lắm, nghe tiếng máy nổ nên là bắn đi ngay luôn. Đi có chuyện ở nhà nhìn xúc gạo đi nổ trộm mất. Thôi đi về này. Chào các bạn nhé, còn mình dừng video tại đây. Các bạn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.